Bạn đã bao giờ nhìn thấy ma da múa chưa? Hôm qua mình và Nam đi ra ngoài ruộng chơi. Nam đột nhiên chỉ vào phía xa, hỏi tôi, bạn có thấy một người đang vặn vẹo không? Tôi nhìn theo Nam, hình như là một con bồ nhìn, đang đung đưa theo gió thổi. Nhưng gió đã ngừng rồi, sao nó vẫn đang vặn vẹo? Chúng tôi cảm thấy hơi lạ. Nam chạy về nhà, cầm ra một cái ống nhòm về phía người đang vặn vẹo. Lúc này biểu cảm của Nam đã thay đổi, mặt tái xanh, mồ hôi đầm đìa, ống nhòm bỗng rơi xuống đất. Tôi tò mò hỏi, bạn nhìn thấy gì không? Nam nói không biết thì tốt hơn. Nói xong hắn đi loạng choạng về nhà. Vậy nó là cái gì? Các cậu đã thấy quái vật bàn ghế chưa? Giờ ra chơi, mình và bạn thường cùng nhau đánh cầu lông. Vô tình đánh của cầu lông vào phòng kho của trường. Sao bên trong tối vậy? Mình sẽ vào và lấy lại quả bóng. Đây là một tầng hầm, bên trong để toàn bàn học cũ kỹ và đồ dùng giảng dạy ngày xưa. Chúng tôi tìm thấy quả cầu lông ở cửa sổ. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ bên trong nhà kho. Vì tò mò, chúng tôi đi về phía âm thanh để tìm hiểu. Chú ơi, cái gì thế này? Rất nhiều bàn ghế được kết hợp với nhau. Hai chúng tôi nhanh chóng chạy ra. Tiểu Cường đâu rồi? Tôi quay lại nhìn thì thấy một cái ghế đang mặc áo của Tiểu Cường. Tiểu Lan, xem đó là cái gì vậy? Đó là một con búp bê. Nó nhìn dễ thương quá. Sao nó lại đứng đấy vậy? Hay mình mang nó về nhà? Mình dẫn con búp bê ra vườn chơi. Các bạn nhớ, đừng đi bơi một mình. Gần đây, mỗi ngày Nam đều đi bơi ở phía sau núi. Mỗi lần bơi, mình lại nhìn thấy một người đứng dưới gốc cây kia bên hồ. Nó cứ nhìn mình, làm tôi rất khó chịu. Mấy ngày liền hắn đều đứng yên như vậy. Vì tò mò, hôm nay tôi bơi qua xem một chút. Hóa ra là một hình nộm bằng nhựa. Ngày hôm sau Nam lại đi bơi. Hình nộm hôm trước không thấy đâu. Chú ơi, tại sao anh ta lại ở ngay đây? Trời nóng quá tôi cũng muốn bơi. Gần đây, mỗi tối trên mái nhà đối diện nhà tôi luôn có một cô gái nhảy dây 99, 99, 99. Rõ ràng nhảy hơn 1000 lần, sao cô ta lại đọc mãi số 99? Không được, tôi phải lên lầu đối diện và hỏi cô ta tại sao cô ta lại đếm như vậy. Na lên mái nhà. Chị gái vẫn đang nhảy, giống như một người máy. Cô ta không mệt mỏi sao? Nam định chào cô gái. 99, 99, 99. Các bạn đã thấy chó mặt người chưa? Xin chào, mình là Nam. Tối qua mình không muốn làm bài tập, tìm cớ để xuống dưới nhà đổ rác. Nhìn thấy một con chó đen đang lục thùng rác. Lúc đầu, mình cứ tưởng là con chó của nhà hàng xóm chạy ra đây rồi. Lúc này hắn đột nhiên quay đầu lại. Chúa ơi, đây là khuôn mặt của một người đàn ông trung niên. Hắn cười và nói với mình. Muộn như thế này còn đi ra ngoài, làm xong bài tập chưa? Mình sợ quá, chạy luôn về nhà. Con chó đen kia đứng dậy đuổi theo mình như người. Không thể, làm sao anh ta biết mình chưa làm xong bài tập? Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con quái vật xe hơi? Tối qua Nam đi xe buýt về nhà. Sau khi lên xe, Nam phát hiện chỉ có một mình là hành khách. Khi xe chạy vào một con đường nhỏ, mình nhìn thấy có một cô gái mặc đồ đỏ đang vẫy tay ra hiệu dừng xe. Nhưng tài xế hình như không nhìn thấy cô ta. Xe buýt tiếp tục đi về phía trước. Tôi lại nhìn thấy một cô gái đang ra hiệu dừng xe. Sao lại là cô ấy? Có phải mắt tôi bị hoa không? Tại sao chiếc xe buýt này lại trở nên kỳ lạ như vậy? Tôi bảo tài xế dừng lại. Tôi nhanh chóng chạy xuống. Cái gì đây? Thật may là mình xuống xe rồi. Bạn không nên xuống xe. Em trai mình thích bắt côn trùng nuôi. Lần này nó bắt được một con dép. Em sẽ mang con dép lên gác mái và nuôi nó lớn. Tôi không ngăn cản. Mình nghĩ rằng trẻ em không có gì ngoài sự tò mò. Em hãy cẩn thận đừng để bị cắn. Con dép có độc. Một tháng sau. Chị ơi, con dép em nuôi sắp biến thành người rồi. Tôi không quan tâm em nói gì. Đến một ngày, thấy em trai ngày càng gầy đi. Buổi tối trên gác có tiếng động lạ. Thế là tôi lặng lẽ đi lên. Nhìn thấy em trai tôi, dùng dao nhỏ cắt ngón tay. Tôi đang định vào hỏi, thì xuất hiện một con quái vật nhiều chân đi ra từ trong bóng tối. Truyền thuyết kể rằng, ở giữa cánh đồng hoang vắng, thỉnh thoảng sẽ gặp một bà cụ trông kỳ lạ, mang theo một chiếc túi lớn. Bà cụ sẽ nở một nụ cười kỳ lạ với bạn. Bà cụ tiến đến và hỏi bạn rằng, cháu có phải là đứa trẻ năng động hay không? Nếu trả lời không, bà sẽ đến gần bạn và hỏi bạn tiếp, này cháu có cần chân không? Nếu bạn trả lời không cần, bà sẽ nắm lấy chân bạn. Nếu cháu không cần thì tặng cho ta. Nếu bạn nói cần, bà cụ sẽ giúp chân bạn khỏe hơn trên đường đi. Vậy bạn đã biết câu trả lời đúng chưa? Em trai tôi gần đây mỗi ngày đều muốn ăn thịt. Mỗi bữa có thịt mới ăn được. Nó rất thích ăn loại thịt ba chỉ.
Nếu cho nó ăn rau, nó sẽ buồn nôn. Ban đầu người nhà tôi cứ tưởng là trẻ con chỉ thích ăn thịt. Cho đến một hôm, em tôi đi học về nhà và thấy trên bàn bếp có thịt sống mà mình vừa mua về. Nó lao đến miếng thịt một cách không thể kiểm soát được, cầm lấy miếng thịt sống kia liền muốn ăn luôn. Tôi vừa đi ngang qua, nhìn thấy và ngăn chặn hành động này của em mình. Ôi lạy Chúa, thì ra đây là nguyên nhân em tôi thích ăn thịt sống. Khi bạn đi vào một con hẻm không có ai, nếu bạn nghe thấy âm thanh kỳ lạ phía trước, lúc này đừng chạy. Bởi vì rất có thể đây là quái vật người kéo. Nếu bạn sợ hãi chạy đi, người kéo sẽ nhanh chóng đuổi kịp. Của chính mình, bạn biết điều cần làm khi gặp người kéo là gì không? Bạn nhìn mình này, nó bay vào kia rồi, mình sẽ đi lấy nó. Nghỉ hè chúng tôi rủ nhau đi bơi, chúng mình đã lẻn xuống hồ bơi. Nhớ trưa hôm đó đặc biệt nóng, chỉ có hai chúng ta. Đột nhiên anh họ tôi hoảng loạn bơi lên bờ, vừa bơi vừa hét để tôi nhanh chóng lên bờ. Có chuyện gì vậy? Có thứ gì đó trong nước, vừa tóm lấy chân anh và kéo xuống. Vùng vẫy mãi, anh mới thoát được. Đừng làm em sợ, được không? Không tin nhìn chân anh nè. Chúng ta nhanh về thôi, đừng để cho mẹ biết chúng ta trốn đi bơi. Chuyện này chúng mình không kể với người nhà.